Nandu Metawatt Aswan Carbon Black Demigold là một biểu tượng của sự sang trọng, lịch thiệp và đẳng cấp. Mỗi chi tiết trên đồng hồ đều được chú ý đến từng mm, mang lại một trải nghiệm công nghệ và thẩm mỹ vượt trội. Vertu Metawatt Aswan Carbon Black Demigold có thiết kế sang trọng nhờ kỹ thuật chế tác đồng hồ thủy sĩ, kết hợp nghệ thuật rèn đồng hồ truyền thống. Chiếc đồng hồ này tích hợp nhiều tính năng hiện đại phù hợp với nhu cầu người dùng, đặc biệt có 8 mặt số tùy chọn. Đặc điểm nổi bật của chiếc đồng hồ này là chất liệu cao cấp. Mặt kính Vertu Watch được làm từ sapphire crystal, đảm bảo độ bền và sang trọng. Phần thân có thể được làm từ sợi carbon hoặc hợp kim thép 316L, đều mang đến độ bền vượt trội và thoải mái cho người dùng. Vertu Watch có 8 mặt đồng hồ linh động, bao gồm mặt sang trọng hoặc năng động phản ánh cá tính người dùng, cảm biến hiện đại. Chiếc đồng hồ được tích hợp cảm biến Fresnel có khả năng phân vùng khu vực và ghi nhận sự thay đổi nhiệt độ giúp theo dõi chính xác. Vertu Watch có thể theo dõi sức khỏe người dùng 24/7 như nhịp tim, O2 máu và giấc ngủ. Tính năng thông minh. Ngoài ra, chiếc smartwatch còn hỗ trợ đăng nhập nhiều tính năng hữu ích như định vị thiết bị, cập nhật phần mềm, thông báo cuộc gọi và 15 ngôn ngữ. Kỳ lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.